Ai bới đất, mình chỉ cần rẫy cỏ thế mà con. Chứ mình có bới đất đâu. Nhà ấy à, nhà thỏ không có cuốc hả con? À thế à, ừ, thế con làm bằng cái đấy cũng được. Tập làm đi. John, đừng giơ cái cuốc lên như thế con. Con giơ cái cuốc lên như thế rất là nguy hiểm. Nhỡ rơi vào đầu con. Rồi John làm đi. Nhẹ thì là năng suất nó không tốt bằng, hiệu quả nó không cao bằng cái cuốc của con.